Ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ cho biết hiện nay gói thầu 2.5 xây dựng đường nối và cống ngăn triều từ đường Cách mạng tháng 8 đến đường tỉnh 918 đã cơ bản hoàn thành và đang tiến hành lắp 3 hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên toàn tuyến. Các vị trí được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông gồm giao lộ Cách mạng tháng 8, đầu tuyến công trình đường nối và cống ngăn triều, giao lộ đường nối với khu vực chợ Cầu Giáng và giao lộ vòng xoay Võ Văn Kiệt với đường nối. Hệ thống đèn này được thiết kế có giá long môn để tiện cho việc quan sát từ xa, dự kiến đến đầu tháng 11 tới sẽ vận hành. Trong 9 tháng của năm nay, kể từ khi tuyến đường nối này được thông xe, đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người, bị thương 2 người. Kết quả đấu nối giữa nhà thầu và bên điện lực sẽ được tiến hành khẩn trương trong tuần sau, tức vào khoảng là 24-25 tháng 10 sẽ cơ bản hoàn thành. Điện lực và nhà thầu đã kế hoạch đã đóng điện thì sẽ nhà thầu sẽ cho vận hành thông suốt hệ thống điện trên tuyến, cụ thể là những tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng sẽ được chạy thử tải xuyên suốt, và công tác đảm bảo về an toàn điện, các đèn tín hiệu sẽ được thường xuyên kiểm tra. Nhà thầu đã sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý, cũng đã trình lên chủ đầu tư cũng như thành phố và xin ý kiến thời gian là kế hoạch hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng sớm nhất.